Chào anh em nha. Theo yêu cầu của anh em thì mình review hướng dương 90 ngày cho anh em xem. Trong một clip mình cũng review cái hướng dương của mình luôn. Anh em nếu mà chưa xem cái clip đó thì xem. Nói chung là mình quay cùng một ngày. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 11. Hiện tại là mình thấy là hướng dương ở đây nó rất là ú rồi anh em, rất là ú nha, cực kỳ ú luôn. Trong các cái nách lá này anh em thấy là coi như là cái nhánh của nó là nó chực chờ ở trong cái nách lá rồi. Không biết là bao giờ hay là khi nào mấy cái này nó sẽ vọt lên, nó vọt lên hay không còn tùy thuộc vào chủ nhân nữa anh em. Thì nó còn tùy thuộc vào chủ nhân nữa anh em. Ví dụ như chủ nhân muốn cho cái này lên thì gọi là để cho nó lên thì có khả năng là chủ nhân anh sẽ xung lên, tưới xung lên thì nó sẽ vọt lên, hoặc là đâm chồi nảy nhánh gì đó. Và nhân đây á thì mình cũng có nói một điều rằng á, là hôm trước có một cái anh mình coi trong các cái hội á, thì có một cái bạn nào đó, bạn hoặc là nghiên cứu hay là pha chế ra một cái loại kích chồi, kích mầm của cái hướng dương á. Thì bây giờ anh em cứ xem nè, hiện tại là hướng dương á, không cần bón, có nghĩa là không cần kích kiết cái gì hết, mà anh em thấy nè, cái chồi nó vẫn cực chờ sẵn nè. Thì ví dụ như anh em muốn mà cho nó phát triển thì anh em dùng bông chồi, bông đọt gì đó là nó sẽ vọt lên nha. Và nó sẽ đợi cái thằng nụ nè, nó kiểu giống như là nó có cái nụ á, thì anh em sẽ tưới để cho mấy cái thằng này nó bung lên. Thì nói chung là mình nói sơ sơ như vậy để anh em có thể hình dung ra vấn đề ha. Thì mình cũng nằm trong các cái hội này hội kia rồi xem các cái bài viết chia sẻ, tuy nhiên mình chỉ kiểu như là mình đọc thôi, mình xem thôi chứ mình không có bình luận. Do vậy mà có rất là nhiều anh em không biết mình có trong cái hội đó. Ví dụ như đây nè, nó chờ sẵn rồi. Ví dụ như bây giờ thật sự thôi, bây giờ mình nói thẳng luôn đi, anh em muốn cái này nó vọt lên đúng không, thì anh em dùng các cái gói siêu bung đọt á, là nó siêu bung đọt, siêu bung chèo là nó sẽ vọt lên anh em. Tuy nhiên anh em không nên làm như vậy ha. Nó phải đợi cái nụ chính nó xuất hiện rồi mình mới kích được mấy cái nụ này, mấy cái chèo này nó vọt lên thì nó mới cân đối, nó mới đẹp. Rồi đó là thì hiện tại là hướng dương ở đây là nó là như vậy nha. Mình sẽ view tổng thể cái hướng dương ở chỗ này cho anh em xem luôn nha. Đây nè, đó, đây là cái khu bên này là hướng dương. Là trời ơi, để con gà nó ăn hay sao mà nó không phủ hả? Ốc hả? Mình nhìn cái này giống như gà rỉ á chứ. Ốc hả? Đây nè, đây là hướng dương là hiện tại là nó tầm này rồi. Nói về mức độ sung đó nha, nói về mức độ sung đó thì ở đây người ta họ trồng sung hơn mình. Tại vì anh em biết không, trong cái giá thể của họ này là phân bò này, anh em thấy đầy đủ không? Còn mình trồng chay không có phân bò, bởi vậy cho nên là nó không có sung bằng. Nhưng mà cái tốc độ lớn thì mình vẫn bám đuổi nha, bám đuổi đu theo sau, chứ còn mình sợ bị bỏ rơi mình sợ bị bỏ rơi cho nên mình vẫn bám đuổi theo. Thì cũng cỡ 90 thôi chứ cũng không bị bỏ rơi lắm. Như cái đây là quá sung nè anh em nè, bằng chứng là anh em thấy là cái rễ nó mọc ở dưới này đó, bằng chứng là anh em thấy là rễ nó trồi quá trời lên này ha. Bởi vì nó sung quá, rễ nó mọc nhiều nên là nó nuôi cái lá nó to ra đó. Thì đây là hiện tại là như vậy nha. Còn anh em xem nè, các cái nhánh của nó nè, trong các cái nách lá là hiện tại là đang chờ trực sẵn luôn anh em, không
Có nghĩa là chỉ cần anh em nhích bùng chèo bùng đọt gì đó, hay là anh em giờ đây này anh em thấy không? Nó ra luôn rồi nè. Rồi thì nói chung là trời ơi anh em xem cái lá nó to khớp không. Ở bên này nè anh em xem nè, to kinh chưa. Thì bây giờ mình sẽ lội vô trong đây, mình cũng quay hướng dương luôn cho anh em xem để anh em có cái nhìn toàn cảnh về hướng dương ở chỗ mình trồng tới thời điểm này là nó như thế nào. Đây nè, ở đây là người ta họ kiểu giống như là lúc đầu người ta họ trồng vô trong này á là sao, là để giống như là mấy cái cây mà trong cái chậu xi măng này mà nó chết cây á thì họ sẽ dặm vô, họ dặm vô. Tuy nhiên á thì cái tỷ lệ mà chết cây có thể là nó ít quá, cho nên là người ta vẫn còn thừa, người ta họ cho nên là nó có trong cái chậu này, mình đoán như vậy đó. Thì này hướng dương của người ta nè, thì mình cũng nói luôn là nó cũng 9-10 với mình chứ còn nó cũng không có chênh lệch lắm. Tuy nhiên họ trồng phân lạc rồi nhiều á thì nó sung, nó sung cái cây lên lá nó bự. Còn cái chiều cao chiều đồ thì như của mình là khoảng cỡ 20 đến 25 phân, thì của họ cũng tầm đó thôi chứ anh em, thế này 20 đến 25 phân. Nếu mà tính về cặp lá thì nó cũng bấy nhiêu lá anh em, có điều lá to lá nhỏ. Ví dụ như của mình là nếu mà của mình nếu mà có cái cây thì cái lá nó vẫn to hơn cái lá này anh em thấy không, đó. Cũng cỡ này, của mình cũng cỡ này, cái này nè đó. Đó là tình hình chung về hướng dương anh em xem, tình hình chung về hướng dương là nó là như vậy. Anh em nào xem kênh của mình mà chưa đăng ký kênh á, anh em nhớ đăng ký nha. Kêu vợ, kêu con, đồ bạn bè anh em vô đăng ký cho nó nhiều nhiều vô, cho mình sớm đạt nút bạc anh em. Làm YouTube bao nhiêu năm rồi mà không có cái nút bạc thì thật là buồn, buồn lắm anh em. Rất là buồn nha. Thì thôi giờ cái review hướng dương cũng tạm thời xong, để mình review những cái khác cho anh em xem nha. Còn bây giờ chào tạm biệt anh em ở cái clip này.